Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục trải nghiệm con Pokemon Venusaur. Con Venusaur ở đây thì được đánh giá là rất là dễ chơi này. Con tướng gây theo kỹ năng phép đánh tầm xa. Bộ kỹ năng của nó thì cũng như những con Pokemon khác thôi. Ba đòn đánh thường sẽ được cường hóa nên tăng sát thương. Cái đòn đánh này mình thấy khi nó cường hóa lên thì nó sẽ phóng ra một cái luồng dây leo anh em ạ. Nó không kéo kẻ địch lại về phía mình đâu. Và phía mình đâu mà nó phóng ra một cái luồng dây leo thôi. Kỹ năng tăng trưởng này thì máu càng ít đang càng power. Kỹ năng đầu tiên khi ở level 1 anh em có thể chọn. Đó chính là Sloop Bomb và Razor Leaf, một trong hai kỹ năng này. Thì cái Sloop Bomb này là kỹ năng đáp ra một cái luồng độc, một cái quả bom độc vào cái phạm vi chỉ định thôi, gây đam lên tất cả cái địch trong cái phạm vi đó, để lại một cái hiệu ứng độc cũng như giảm tốc độ di chuyển của kẻ địch trong một khoảng thời gian ngắn và giảm đi cả khả năng kháng phép. Ngoài ra khi lên cấp thì anh em có thể chọn nhánh Seed Bomb hoặc là Giga Drain. Seed Bomb thì là phiên bản nâng cấp của Sloop Bomb. Giga Drain thì là nâng cấp theo trường phái khác, trường phái tăng tốc độ di chuyển của bản thân khi tung chiêu thức này, gây lượng sát thương bao nhiêu thì cũng hồi máu, khá là ok. Mình thấy Giga Drain là nó tối ưu hơn nhiều Seed Bomb, anh em nên chỉ chơi Giga Drain thôi. Còn về Razor Leaf thì là một cái kỹ năng cũng trong phạm vi tung ra rất nhiều những cái lá tấn công rất là nhanh trên một cái đường thẳng nên kẻ địch thì phiên bản nâng cấp đó chính là cái Solar Beam, sẽ là cái phiên bản nâng cấp của Razor Leaf. Solar Beam thì chắc là nó phóng từ trên cái bông hoa của nó trên người, nó phóng ra chứ không phải phóng lá, phóng ra một cái chùm năng lượng mặt trời, một chùm năng lượng ánh sáng phóng vào kẻ địch tung chiều. Còn một cái phiên bản khác, một cái nhánh khác đó chính là nhánh Petan Dan, thì ở đây nó sẽ tung ra những một cái bông hoa đấy, cái vũ điệu của cây cối xung quanh người nó, tấn công rất nhanh đồng thời cũng tăng tốc độ di chuyển của bản thân lên, cái lượng đam lên tất cả cái địch trong cái vòng tròn này. Còn kỹ năng Ultimate ở đây, kỹ năng Ultimate Verdant Anger, cái này là Angry và Anger đúng không em? Thì đây là tung ra một cái hạt xít rất là lớn, sau đó thì những hạt xít này thì nó sẽ phân nhánh ra, nó sẽ phân nhánh ra nhiều phần, cũng gây đau lên tất cả những cái địch trong tất cả những cái phạm vi mà nó nổ ấy. Thì đầu tiên là tung ra một cái hạt rất lớn, từ cái hạt lớn này nó lại nổ ra những cái hạt nhỏ, thì tất cả những cái hạt lớn hạt nhỏ nó nổ ra thì kẻ địch mà đứng ở trong cái phạm vi này thì cũng đều bị dính đam và cũng giảm tốc độ di chuyển. Đấy, nhìn chung bộ kỹ năng của nó sẽ có hai trường phái cho anh em chơi. Đầu tiên nó chính là trường phái đánh tầm xa hẳn, anh em sẽ sử dụng cái combo Solar Beam, cái chiêu Solar Beam và cái chiêu chiêu thứ hai của nó chính là chiêu cái chiêu Razor Leaf thì là Solar Beam này, với cả cái chiêu Seed Bomb anh em ạ. Đúng rồi, chiêu Seed Bomb trước, Seed Bomb rồi Solar Beam. Nhưng mà mình thấy đánh giá chiêu này thì nó sẽ không ổn đâu, không mạnh bằng cái chiêu combo Giga Drain và Petan Dan thì nó sẽ mạnh hơn. Để mình search lại xem cái đọc có đúng là Petan không, không đọc sai anh em lại chửi mình, hay là Peto nữa, mình cứ đọc anh Việt anh em. Rồi, Petan gọi là hoa, cành hoa. Rồi, đấy, em biết ngay Peto mà.
Pedal. Pedal nhỏ, mình cứ đọc petan. Nghe nó nhạc cuối vãi, nhưng mà thôi. Mình cũng thấy sai sai nhưng mà tôi cứ đọc nhanh nhỉ. Cũng hiểu hiểu nhưng mà phát âm nó không đúng rồi anh em. Anh em thông cảm nha. Tiếng Anh bồi nó cũng có giới hạn ấy mà. Cánh hoa đấy. Vũ điệu của hoa. Vũ điệu. Pedal. Petan hay con lan man anh em ạ. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ học cái radio lip này trước. Tại vì những cái chiêu thức mình sẽ chuộng những cái chiêu thức gây sát thương lớn, tại vì tiếng AD mình sẽ phải chuộng những chiêu sát thương lớn, quét quá nhanh để tăng level nhanh càng sớm càng tốt. Gây được lợi thế. Pedal dan. Cố gắng ra lên level sớm nào. Cái là con ui tí thì cái được còn quái nhưng mà không được. Pikachu này. Pikachu. Dám lao nhám chúng tôi. Giết nó nha, Úc xoạt Pikachu đi, đừng cho nó vào hồn máu rồi, tốt. Nhẹ nhàng một mạng. Nhẹ nhàng em đến nè. Chết. Hai mạng. Hồn máu cái. Rồi, đây sẽ có hai nhánh này em chọn này, Gigadrain ngay. Chắc là mình sẽ chọn Gigadrain rồi. Rồi con này cứ phải Gigadrain thì anh em sẽ giao tranh được liên tục luôn. Đấy, hồi máu giao tranh liên tục nhỉ. Đánh liên tục. Chắc chắn là xịn hơn rất nhiều với Seed Bomb và Solar Beam rồi. Hết luôn. Rồi, lên pedal luôn này. Pedal đan luôn này. Thấy chưa? Chứ đâu vậy, cứ ấn vào hình con quái. Cứ ấn vào hình con quái thì nó đánh vào hình con quái. Anh em có thể vào cái phần setting ấy. Chỉ đánh quái hoặc đánh người. Nhiều lúc KS quái nó lại thành highlight, còn nhiều Úc đánh quái nó lại thành kiểu ngớ ngẩn như vậy của mình ấy. Đấy, nhìn lúc cái quái xong em lên level cao đánh nó thành highlight. Chùa bụi này, hồi máu này. Nó bắt mình này. Chạy nhanh lắm. Làm gì được tôi. Tôi hồi máu, tôi lại ra tôi đánh bạn. Mình hồi máu liên tục này thì không cần phải về nhà hồi máu. Đánh nhau liên tục luôn. Uầy, cái con kia nào, cái con chó hai chân đúng không anh em? Mạnh. Cũng ghê gớm đấy. Cứ đi ăn hôi cùng với bạn ấy thôi. Trận này chắc mình không được MVP rồi, nhưng mà review cho anh em xem bộ kỹ năng của con Venusaur là chính. MVP thì tầm này. Nên level 9 rồi, học được Ultimate. Tí mình sẽ review luôn cái bộ kỹ năng Ultimate. Đây, con một đám đông đông ở đây rồi anh em nha. Review luôn quả Ultimate này. Chết hết rồi. Tụi bạn chết nhanh thật. Ủa, tâm phục khẩu phục chưa? Kinh thế nhở? Dragonite nó bắn cho, đánh chay cho mà cũng rất là hay không? Ultimate tung một quả trưởng. Đấy, tung một cái hạt xít, xong nó sẽ nổ ra hai hạt xít khác anh em nha. Không rồi, không solo rồi, chạy rồi. Chiêu thức thứ hai vừa có thể là chiêu thức cây
mở giao tranh và có thể là chiêu thức chạy trốn. Nên mình thấy nó xịn sò con bò hơn cực kỳ nhiều anh em. Ôi nó đáp xa chưa, mình định chạy nhưng mà thằng kia nó cũng đáp quả ulti chí mạng, chí đấy anh em. Nó đáp quả nó nổ, xong nó nổ vào một người mình. Thôi bây giờ anh mới trở lại này, trở lại và ăn hại hơn xưa. Tất cả tránh ha, anh đã trở lại đây. Giết người phải đền mạng. Đấy à, đã level 11 rồi cơ à. Cứ mãi chém gió đây anh em. Không trên level đi. Thua sấp mặt luôn. Giết, giết. Ôi, có một đây này kìa. Không cho mình ăn mạng thì làm sao mà lên được level. Nó có 9 quả. Rồi, móc lốp đi à. Móc lốp thần trưởng. Mới được một mạng. Mới được hai mạng. Hồi máu lên đánh tiếp. Mãi mới được KS được mạng nữa. Đây ạ. À. Đáp của bom. Mình chạy thôi. Nó không chết anh em ạ. Đây ạ, à, đau quá. Thôi thôi thôi. Không thể nhờn được. Đau như thế thì chỉ có chạy thôi. Đây rồi. Qua trái lê ngàn năm đây rồi. Ăn vào là hồi máu. Ý, cái là con quái kìa anh em kìa. Này chạy nhanh lắm, trốn rồi. Năm mươi trên 50. À. Ui, 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 ui. Đau thế nhở, Pikachu này nó đau thế nhở. Thì chạy không. Đấy. Anh em thấy chiêu thức thứ hai Petandan của nó gọi là đỉnh của chó mà. Chạy làm sao lại mình được. Đấy, bật. Đấy. Phải gọi là hài hước anh em ạ. Mình đang giữ 50 quả bóng đây mà, 50 điểm đây mà, chưa có thời cơ để thả điểm. Các bạn canh ác quá. Thôi đứng đằng sau đợi thôi. Các bạn bảo kê mình mới lên. Ôi dồi. Chết chết chết. Các bạn bảo kê này thì bọn nó cũng sọt kìa. Em tin bạn đầu hàng rồi anh em ơi. Nhìn chung đây là một con tướng rất là dễ chơi. Khá vui. Có hai trường phái anh chơi. Cho anh em, nhưng mà mình thấy cái trường phái mình đang chơi hiện nay nó vẫn xịn hơn. Điểm thấp nhất team. Tung có 80 điểm.
cho team không? Mấy ông kia ông farm kiểu ác thật. Toàn những người biết chơi. Gặp đúng team những người biết chơi anh em, không được MVP. Review là chính rồi anh em ạ. Rất là hay, trang này rất là hay đấy. Rồi, nếu mà anh em thấy clip này của mình review có ích thì cho mình chỉ một like đăng ký kênh nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau thôi. Bye bye anh em.